nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ, tôi xuống hầm mỏ vẫn cảm thấy hừng hực như ngày nào. Bây giờ, tôi vẫn tự hào nhớ đến khoảng thời gian khó quên ấy. Thậm chí, tôi xuống hầm mỏ vẫn cảm thấy hừng hực như ngày nào, nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ nói. Mới đây, ngày 14 tháng 10, chương trình Ký ức vui vẻ đã lên sóng VTV3 với sự xuất hiện của khách mời đặc biệt là nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ. Mắc ca Thảo Vân hào hứng giới thiệu. Tôi hâm mộ nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ vô cùng. Anh là tượng đài của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam. Tôi được biết, sự nghiệp của nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ bắt đầu từ tiếng hát vút cao vượt khỏi những hầm lò sâu hun hút. Trải qua những năm tháng chiến tranh với dòng nhạc cách mạng và rồi thành công vang dội với giọng hát cổ điển đầy nội lực. Điều tôi khâm phục nhất ở nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ là dù đã tuổi U80 nhưng giọng hát vẫn khỏe khoắn. Mỗi khi hát, anh vẫn giữ nguyên vẹn cảm xúc, những chất chứa như khi còn là chàng thợ mỏ. Đến với chương trình, nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ dành tặng khán giả màn trình diễn ca khúc Trường Ca Sông Lô. Toàn bộ khán giả đều phải bất ngờ vỗ tay không ngớt trước giọng hát ở tuổi U80 của ông, nội lực, vàng lộng với những quãng ngân dài bất tận. MC Thảo Vân thốt lên, đúng là tiếng hát át tiếng bom, bảo sao năm xưa các anh xông pha chiến trường đến vậy. Nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ nghe vậy liền nhấn mạnh, đúng vậy, tiếng hát át tiếng khoan, át tiếng mìn nổ, át tiếng máy xúc và ô tô gầm rú trên các tầng mỏm than. Nam nghệ sĩ Kỳ Cựu tâm sự thêm, xuất thân từ phong trào văn nghệ quần chúng, tôi từng dành cả tuổi trẻ và thanh xuân để mang tiếng hát đến với các công nhân hầm mỏ. Bây giờ, tôi vẫn tự hào nhớ đến khoảng thời gian khó quên ấy. Thậm chí, tôi xuống hầm mỏ vẫn cảm thấy hừng hực như ngày nào. Người công nhân lao động trong hầm mỏ vất vả lắm. Bây giờ đỡ hơn trước rất nhiều vẫn bởi vì ngày xưa không có hệ thống thông gió. Người công nhân thợ lò chui xuống hầm lò là thở bằng không khí từ cửa lò thông vào trong. Nghệ sĩ nhân dân Tự Long ngồi dưới liền thể hiện sự ngưỡng mộ và kính trọng, anh chia sẻ. Với cá nhân cháu thì xin được chúc mừng chú với 50 năm sự nghiệp ca hát. Chú vẫn đẹp, vẫn phong độ với nụ cười tươi, ánh mắt hiền hậu và giọng hát vẫn đầy nội lực. Chúc chú nhiều sức khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân xin phép được gọi nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ là anh dù ông là thần tượng mà thế hệ bố mẹ của chị rất yêu mến. Chị nói, bố mẹ tôi ngày xưa mê giọng hát của anh Quang Thọ kinh khủng, tôi nghe giết nên cũng mê luôn. Người ta nói tâm sinh tướng quả không sai, anh Thọ càng lớn tuổi càng đẹp và ở tuổi này nhìn vẫn rất phong độ. Tôi nghĩ, cái tâm, cái nhân cách, cái phước phần của anh Quang Thọ được học trò hưởng rất nhiều. Anh đào tạo không biết bao nhiêu thế hệ học trò nổi tiếng, thành danh và tài năng. Tôi xin thay mặt bố mẹ gửi lời đến anh là bố mẹ rất ngưỡng mộ anh.